Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu tiếp thêm một số các cái bộ lọc. Hôm trước thì chúng ta làm việc với lại bộ lọc thì chúng ta đã giới thiệu về bộ lọc, về công dụng của nó, về cái gallery, filter gallery. Đấy. Thế thì về cơ bản thì thường là chúng ta sẽ hay sử dụng nhiều ở trong filter gallery để mà có được một cái nhìn tổng quan trong cách dùng các bộ lọc. Tuy nhiên là còn một số các bộ lọc khác thì nó không được đưa vào, nó không hoạt động ở trong filter gallery và nó hoạt động như là các filter đơn lẻ bên ngoài. Đấy, ví dụ như là chúng ta sẽ có một số cái như sau. Chẳng hạn như là nhóm blue, thì nhóm blue này nó làm việc độc lập, không chui vào trong filter gallery. Đấy. Rồi distort thì như hôm trước chúng ta cũng đã giới thiệu thì nó là một phần được đưa vào trong filter gallery. Nhưng thực ra thì số lượng cái filter mà ở trong nhóm distort này thì nó nhiều hơn, là chỉ có ba cái mà được giới thiệu ở trong trong thư viện. Noise chẳng hạn, rồi PCLS này, render này, sharpen này. Đấy thì chúng ta có một số các cái có một số các cái bộ lọc là phải giới thiệu ở bên ngoài. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen một số cái. Đầu tiên là blue. Đây, blue thì hôm trước thì chúng ta đã trao đổi rồi. Đấy là cái bộ lọc mà nó sẽ làm cho làm nhòe các cái vùng điểm ảnh. Đó. Trước hết là chúng ta mở một cái bức ảnh ra đã. Ví dụ bây giờ tôi có thể đặt một cái vùng chọn đó, ví dụ này filter blue, thế thì nó sẽ làm việc ở cái dạng là làm nhòe mà không có tác động tới, không không có hiện lên bất cứ một cái hộp thoại nào cả. Đấy. Nếu mà một lần chưa ăn thua thì chúng ta có thể làm tiếp, hoặc chúng ta có thể chọn cái mạnh hơn, đó là Blue More. Đấy. Quy tắc của nó thì cũng giống như là công cụ Blue thôi, có nghĩa là nó sẽ làm giảm cái độ tương phản giữa các cái điểm ảnh nằm cạnh nhau để tạo ra một cái cảm giác là nó mờ và nhòe. Thế thì đây là cái bộ lọc mà chúng ta sẽ chỉ nhận kết quả, không có can thiệp được vào bất cứ một cái tham số hay là bất cứ một cái con trượt hoặc là một cái hộp tham số nào, là chúng ta không có bất cứ lựa chọn, chỉ có bấm chọn và nhận kết quả hết. Đấy là công cụ Blue thông thường. Tiếp đến nữa thì chúng ta sẽ có một cái một số các cái bộ lọc. Ở trong này thì chúng ta có Blue, Box Blue này, Gaussian Blue này. Đấy, hay là Lens, Motion, Radiant, Sharp Blue, Smart Blue, Surface Blue. Thì mỗi một cái thì nó sẽ có một cái cách thức mà làm nhòe hơi khác nhau một tí. Số lượng thì nó rất là nhiều, nhưng mà thực ra thì được sử dụng mà nhiều thì chúng ta sẽ có mấy cái như thế này. Có cái phần Gaussian Blue, Surface Blue là hai cái mà nó sẽ được sử dụng tương đối nhiều trong các cái thao tác mà chúng ta chỉnh sửa những cái ảnh chân dung, thường là trong trong chân dung. Đấy, ví dụ như làm mịn da mặt hay là chỉnh sửa các cái chân dung thì chúng ta sẽ thấy là hay sử dụng cái này. Thao tác thì nó cũng tương đối là đơn giản. Đây, các bạn quan sát là chúng ta sẽ sử dụng cái phần bộ lọc đó, ví dụ như Surface Blue này chẳng hạn, thì muốn làm mịn cái vùng nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái vùng chọn, chúng ta quy hoạch nó ra. Đấy, và chúng ta sẽ sử dụng cái bộ lọc này. Các bạn sẽ có hai cái con trượt Radius và Tresor để các bạn ra giảm các cái tham số, các bạn làm mịn những cái khu vực. Thường thường cái bộ lọc này, đấy, tất nhiên là không không chỉ mặt mũi, thực ra thì cứ là ảnh là chúng ta có thể là sử dụng cái này được rồi. Đấy, nhưng mà thường thì dân trong nghề người ta hay dùng những cái này là chính để sử dụng cho cái
thao tác mà chỉnh sửa cho gạch chân dung, làm mịn ra mặt cho những chân dung thì người ta sẽ dùng cái này. Thì cái này nó sẽ kết hợp thêm cùng với lại cái có thể là các cái kỹ thuật về mặt nạ hoặc là về boot history. Có lẽ là tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cách cụ thể hơn một cái video hướng dẫn thì nó sẽ rõ hơn về cái vấn đề này. Bây giờ thì mình giới thiệu nhanh thôi cho một qua một vòng để xem là các cái bộ lọc này nó cung cấp cho chúng ta những cái cách thức làm việc như thế nào hay là nó ứng dụng trong trường hợp nào. Đấy thì riêng về cái kỹ thuật mà xử lý làm mịn da mặt thì tôi sẽ cung cấp riêng cho các bạn một cái video riêng. Đấy. Thế còn tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một số cái, đây tôi sẽ giới thiệu thật nhanh thôi. Đây ví dụ như là thằng Motion Blue chẳng hạn. Motion Blue là một trong các cái bộ lọc được ứng dụng trong trường hợp là chúng ta tạo ra một cái giả lập về sự chuyển động. Giả lập về sự chuyển động. Cái này thì nó dựa trên cái nguyên tắc chụp ảnh thôi. Ví dụ như các bạn thấy là khi mà chúng ta chụp một bức ảnh thì những cái người nào mà đứng im thì rất là rõ, đúng không? Hoặc là những cái nhà cửa hoặc là cây cối, tất cả những cái đối tượng mà nó đứng im thì chúng ta sẽ thấy nó rất rõ, rất nét ở trong ảnh. Tuy nhiên là nếu như mà người có một cái chuyển động nào đó, ví dụ vung tay vung chân hoặc là xoay người, hoặc là trên đường phố mà chúng ta chụp có những người đang di chuyển, đi bộ chạy hoặc là đi xe đạp hoặc là xe máy hoặc ô tô nó chạy qua, thì tất cả những cái đối tượng mà có tính chất chuyển động đó thì nó sẽ không nét và nó sẽ có cái cảm giác là bị nhòe theo cái hướng chuyển động. Thế thì cái bộ lọc và Motion Blue này chính là để giúp cho chúng ta có thể tạo ra được một cái cảm giác về cái sự chuyển động đó. Chúng ta tìm thử một cái ảnh nào đó nó có cái tính chất chuyển động một chút nhé. Đây, ví dụ như là tôi lấy thử một cái ảnh này chẳng hạn. Đây, ví dụ mình lấy cái này đi. Thế bây giờ chúng ta tạo ra một cái cảm giác về mặt chuyển động chẳng hạn. Thì bây giờ tôi lấy cái hình ảnh cái cô này chẳng hạn. Đó. Ví dụ bây giờ chúng ta lấy được cái đối tượng này. Thế thì bình thường ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái ảnh này thì người ta chụp là chụp tốc độ nhanh. Đó, chụp với tốc độ rất nhanh để người ta lấy được một cái hình nó tương đối là rõ. Nhưng mà trong thực tế nếu mà chúng ta chụp ở những cái máy bình thường với tốc độ bình thường thì kiểu gì nó cũng sẽ nhòe. Đấy, thì người ta sẽ làm dạng như thế nào? Có lẽ là người ta sẽ nhân bản này. Người ta sẽ nhân bản lên cho bạn một cái layer như thế này chẳng hạn. Đấy, và người ta khi mà chúng ta áp dụng một cái bộ lọc đây, chúng ta có thể xem vào filter, vào blue, vào motion blue chẳng hạn, thì ở đây chúng ta sẽ thấy một cái hiện trạng như thế này. Cái đối tượng mà chúng ta muốn gán một cái cảm giác là nhòe chẳng hạn thì chúng ta sẽ chọn cái vùng hình ảnh. Và sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh hai tham số. Một là tham số angle này là cái góc mà nó sẽ tạo ra cái cảm giác về độ nhòe. Thứ hai là cái phần distance này thì tham số càng nhiều thì nó sẽ tạo ra cái gì đấy ạ, nó sẽ tạo ra cái sự nhòe càng lớn. Thế thì như thế này nó sẽ rất giống như là ở trong bức ảnh mà chúng ta chụp, khi mà có một đối tượng chuyển động thì nó sẽ tạo ra một cái vệt mờ, một cái di chuyển ngang theo cái hướng mà cái đối tượng đó nó đang có di chuyển. Thế và bằng cách là sử dụng cái bộ lọc như thế này thì chúng ta có thể tạo ra được một cái cảm giác, một cái ảo giác về cái sự dịch chuyển của đối tượng. Thế muốn làm cho nó kỹ thì thường là người ta sẽ làm, có lẽ là người ta sẽ làm vài ba cái người ta sẽ làm vài ba cái bản sao. Đấy, ví dụ
tôi sẽ để một cái bản sao ở đối tượng gốc này đấy. Giờ có thể là tôi sẽ tạo thêm một vài cái bản sao ở vị trí như thế này. Cái bản gốc chúng ta sẽ để nó ở chế độ ở trên layer trên cùng đấy. Thế còn những cái đối tượng nằm phía sau thì chúng ta sẽ áp dụng cái bộ lọc này. Và càng cái sau thì lại làm sao đấy, càng nhòe hơn cái trước. Ví dụ một cái này tôi sẽ giảm bớt đi một tí này. Filter Blow Motion Blow thì mình có thể giảm bớt đi một tí để đến gần 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 cái đối tượng mà thật này thì nó sẽ giảm đi. Đại loại là bằng cái cách như thế này thì chúng ta sẽ có thể là tạo ra được một cái cảm giác về chuyển động. Mà thực ra nếu mà làm chuẩn ra thì cái đối tượng gốc ở trên này chúng ta cũng phải cho nó một tí. Không nhiều nhưng mà nó cũng sẽ phải có một phần nào đó nó hơi có cái độ nhòe đi, tại vì là rõ ràng đây là đối tượng mà đang chuyển động. Thế thì bằng cách là ghép những cái đối tượng như thế này thì người ta có thể tạo ra được một cái ảo giác cho người xem về sự chuyển động của cái nhân vật hoặc là cái đối tượng đang được diễn tả trong bức ảnh. Thì đấy là cái phương pháp để mà chúng ta tạo ra một cái ảo giác về chuyển động. Hoặc là không thì người ta cũng có thể giải quyết như thế này, tức là người ta vẫn để một cái layer này thôi, nhưng mà người ta sẽ tạo ra một cái vùng chọn đó, người ta tạo ra một vùng chọn cho đối tượng và người ta sẽ không làm cho cái đối tượng này nó chọn được hoàn toàn, mà từ vùng chọn người ta cắt bớt được một phần phía trước thì người ta bỏ, nhưng phía sau thì người ta lấy và người ta sẽ gia giảm một ít về cái feather để nó sẽ có một cái tác động vào đấy. Đây ví dụ như này, tôi có thể là tạo ra một cái vùng chọn như thế này, sau đó thì tôi có thể là tạo vào select và modify vào feather, tôi sẽ tạo ra cho nó một cái độ nhòe nhất định nào đó. Sau đó thì chúng ta có thể là cắt giảm bớt một phần ở phía sau đấy, không lấy hoàn toàn hết tất cả đấy. Thích nữa thì chúng ta có thể cho nó lùi bớt thêm một tí. Đấy, lùi bớt một tí và bây giờ chúng ta mới sử dụng cái filter này blow đó, motion blow. Thì lúc đó thì chúng ta mới làm cái độ nhòe cho nó, thì nó cũng sẽ ít nhiều là nó sẽ làm cho cái phía sau là nó nhòe. Cái này thì còn tùy thuộc vào cái phạm vi cái hình của mà chúng ta định làm nó làm thế nào thì sẽ có cái sự điều chỉnh và vùng chọn cho nó hợp lý. Đấy, thường thường là phía trước thì nó sẽ rõ hơn, phía sau thì nó sẽ vào việc mờ, thì người ta sẽ làm cái vùng chọn đại loại là phía sau này. Thì tất nhiên làm trong thực tế thì một người hai người hoặc là một cái xe ô tô hay một cái gì đó thì chúng ta sẽ phải có sự điều chỉnh đấy, chứ không phải cái nào cũng giống hệt như cái nào đấy. Thì đây là tôi giới thiệu với các bạn về mặt nguyên tắc đấy, là khi mà chúng ta làm một cái hiệu ứng gây nhòe để tạo ra một cái nhìn nhận về chuyển động của đối tượng ở trong bức ảnh thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp như thế nào, sử dụng bộ lọc nào. Đấy, tiếp nữa thì chúng ta có một cái bộ lọc cũng tương đối là đặc biệt, đó là cái Radiant Blue. Radiant Blue thì nó sẽ cho chúng ta hai cái tùy chọn. Đấy, một là ở phần Blue Method này. Đấy, phương pháp làm nhòe thì chúng ta sẽ có hai cái, một là spin và hai là zoom. Ở trường hợp là chúng ta sử dụng spin thì cái thao tác làm nhòe nó sẽ xoáy theo hình tròn như thế này, xoáy theo hình tròn. Thế còn nếu như mà chúng ta chọn là zoom thì nó sẽ có cái tính chất là hướng tâm. Đấy, nếu mà chúng ta sử dụng cái này thì chúng ta còn có thêm một cái tham số amount. Amount này chúng ta kéo càng sang phía bên phải thì cái lực mà làm nhòe thì nó càng lớn.
Thế còn thêm một cái điểm nữa rất là đặc biệt là các bạn quan sát cái ô hình vuông bên này. Đấy, Blue Center này, thì về mặc định nó sẽ lấy tâm của cái ảnh để làm tâm của cái lệnh này. Tuy nhiên nếu như các bạn mà đưa chuột vào đây và các bạn kéo thì các bạn có thể là dịch làm cho cái tâm này nó thay đổi đi, tương ứng với lại cái một cái tiêu cự cụ thể nào đó trong bức ảnh, một cái đối tượng nào đó trong bức ảnh mà các bạn muốn là nó sẽ tạo ra cái lực nhòe về cái đối tượng đó. Các bạn xem những cái phim thì các bạn sẽ thấy là có những cái cú zoom vào một nhân vật nào đó, đúng không? Đầu tiên là chúng ta nhìn trên màn ảnh là xa này đấy, và zoom cận cảnh vào một nhân vật nào đó, zoom với tốc độ cao thì gần như là chúng ta thấy là cái ống kính nó tạo ra cái cảm giác là lao, một sự gì đó lao rất là nhanh về cái nhân vật đó. Thì cái chế độ zoom này thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác như thế. Thế bây giờ chúng ta xem trước là xem ở cái chế độ spin này đã nhé. Đây, trước tiên là tôi tắt bớt tất cả những cái này đi và tôi làm việc vào chén lớp gốc này. Đây, filter này, blue này, ví dụ như là radiant blue. Đây, chúng ta xem trước là cái amount này tăng lên thêm một tí này, spin này. Này, kết quả chúng ta sẽ có một cái sự làm nhòe mà nó xoáy theo cái vòng tròn. Nếu mà chúng ta điều chỉnh thì sao? Chúng ta điều chỉnh thì nó sẽ thế này. Đây, ví dụ như là tôi kéo, tôi ước lượng cái vị trí của nhân vật này ở trong bức ảnh thì tôi có thể kéo lệch nó đi. Đấy, và bây giờ tôi nhấp vào đây thì chúng ta sẽ nhận được một cái thao tác và làm nhòe thì nó cũng sẽ khác biệt đi. Thường thì kể cả cái chế độ của spin hay zoom thì chúng ta cũng đều có một cái tâm. Đấy, chúng ta đều có một cái tâm cụ thể hướng tới. Đây, các bạn nhìn rất là đặc biệt là thế này, nó sẽ tạo ra một cái nhòe ở giữa này thì nó tương đối là có một cái trọng tâm ở trong bức ảnh. Thế còn là nếu như chúng ta chuyển sang cái chế độ gì đây, zoom đây, thì đó, nó sẽ thế này, nó sẽ tạo ra một cái sự hướng vào rất là rõ. Đây, tôi tăng thêm lên nhé, tôi tăng thêm cái tham số lên, cái màu này tôi tăng lớn lên nữa. Đây, kết quả chúng ta sẽ thấy rất rõ một cái sự hướng vào đối tượng cụ thể, nhân vật chính ở trong bức ảnh hoặc là cái tiêu điểm ở trong bức ảnh, thì người ta sẽ dùng cái này, người ta tạo ra một cảm giác là có cái độ hút và có cái sự zoom vào trong một cái tiêu cự cụ thể đó. Thì đấy là cái bộ lọc và blue với lại cái tùy chọn là radiant blue. Thế còn là Gaussian hay là Surface hay là Smart Blue vân vân thì những cái này nó đều là những cái bộ lọc mà có thể là sử dụng nhiều ở trong cái phần điều chỉnh cho da. Nếu mà đặc biệt hơn một chút thì chúng ta sẽ có một cái phần tiếp theo là cái phần Blue Gallery. Cái này là những cái cải tiến mới ở các phiên bản từ CS6 trở lên. Đấy, nó tạo ra thêm một cái phong cách sử dụng hơi khác biệt một tí so với các bộ lọc trước, tại vì là nó can thiệp theo một cách hoàn toàn khác. Đây, chúng ta sẽ xem thử xem ở trong phần Blue Gallery này thì nó cung cấp cho chúng ta một số các tùy chọn như Fine Blue này, Iris Blue này, Tinted Sheet này, Path Blue và Spin Blue. Đấy, thế thì nếu như mà chúng ta mở cái này ra thì các bạn cũng phải tùy thuộc vào cái phiên bản nhé, kể cả là phiên bản của chúng ta là phiên bản CS6 là bắt đầu xuất hiện những cái này, nhưng mà CS6 rồi thì sang đến CC là bắt đầu từ phiên bản 2014, sau đó đến phiên bản 2015, rồi bây giờ thì có những cập nhật ở trong 2016, thì nó cũng không phải là cái bộ nào nó cũng giống hệt bộ nào đâu nhé, nó cũng sẽ có những cái sự khác biệt một chút. Nhưng bây giờ tôi cứ giới thiệu nhanh như thế này, ví dụ như là File Blue thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái
điểm đặc biệt như thế này. Tức là các bạn nhìn thấy là nó sẽ có giống như là những cái ghim để mà ghim giấy tờ lên trên cái bảng ấy. Đấy, và cái ghim đó nó sẽ đánh dấu là một vùng tâm của cái thao tác mà làm nhòe. Bây giờ các bạn đang nhìn là nó đang đặt cho tôi cái tâm nhòe là vào giữa bức ảnh, đúng không? Nó có một hình tròn tròn như là cái mũ của kim tim như thế này. Cái này nó có di chuyển được không? Thì có. Tôi thích thì tôi có thể di chuyển nó sang một vị trí khác. Và bằng cách là tôi di chuyển thì tôi cũng thay đổi cái tương quan các vùng ảnh ở trong cái thao tác mà làm nhòe này. Thế ngoài cái việc di chuyển sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới gì đó để ra một chỗ khác, thì chúng ta còn có thêm một cái thao tác nữa là như thế này. Các bạn nhìn thấy cái vành tròn ở phía bên ngoài này không ạ? Đấy, vành tròn này thì nó lại có hai màu, một phần là sẫm và một phần là sáng. Thì thực ra đây là cái con trượt, một dạng con trượt tròn. Nếu như tôi bấm vào đây và tôi kéo, tôi ra giảm tham số như thế này, thì các bạn sẽ thấy rằng là khi tôi kéo trượt mà ngược chiều kim đồng hồ, có nghĩa là tôi đang làm giảm cái tham số làm nhòe của nó đi. Ví dụ đây là blue này đang là 4, nhưng nếu tôi kéo xuống nữa thì 10, 12, 15, 20 gì đó. Và tham số này càng lớn thì cái ảnh của chúng ta nó nhòe càng nhiều. Đấy. Nếu tôi giả về 0 thì coi như không có gì cả, nó không tác động gì cả. Mà nếu mà tôi kéo nó xuống nữa thì bắt đầu là chúng ta sẽ thấy là cái ảnh này bị làm nhòe nhiều hơn. Và không chỉ là một cái, các bạn thích thì các bạn có thể làm sao đây, đặt thêm những cái điểm làm nhòe khác. Khi mà tôi đặt cái điểm làm nhòe vào đâu thì đấy chính là tâm của một cái thao tác làm nhòe. Và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể tạo ra những cái sự làm nhòe không đều nhau ở trong bức ảnh. Thực ra thì cái này nó dành rất là nhiều, người ta đã dành rất nhiều công sức, người ta đã dành ra rất nhiều nghiên cứu để tạo ra những bộ lọc này. Thực ra thì nó sẽ phụ trách những cái việc mà xử lý cho những cái photography nhiều hơn là những công việc bình thường. Đấy. Khi mà người ta chụp mà người ta lấy tiêu cự không tốt, hoặc là người ta muốn điều chỉnh lại tiêu cự trong bức ảnh, thì người ta sẽ sử dụng cái này để người ta xử lý thêm. Đấy, ví dụ như là một bức ảnh chụp tốt là một bức ảnh như thế này, một bức ảnh chụp tốt là cái đối tượng chính ở trong bức ảnh là nó nằm đúng tiêu cự của ống kính, và qua đó thì nó sẽ trở nên là rõ ràng hơn các phần khác. Đấy, người ta có thể điều chỉnh tiêu cự ống kính làm sao là rơi vào đối tượng đằng trước hay vào đằng sau, hay vào một đối tượng cụ thể nào đó trong cái cảnh chụp của người ta. Thế nhưng mà vì một lý do gì đó mà người ta không hài lòng thì người ta phải đặt thêm một vài cái điểm như thế này để người ta đánh nhòe những khu vực mà người ta muốn. Thông qua cái sự nhòe đấy thì người ta sẽ làm cho những cái phần khác cùng nhòe nó rõ lên, và cái đối tượng mà người ta muốn là được chú ý nó sẽ nổi bật hơn trong cái bức ảnh. Đấy, thì đây chính là một cái cách gọi là học theo cái tiêu cự máy ảnh để người ta có thể là giải quyết được nông sâu hay là rõ, không rõ trong bức ảnh. Thế thì các bạn bấm vào cái điểm điều khiển nào thì các bạn có thể điều khiển được cái giá trị nhòe hay là không nhòe của cái vùng đó. Đấy, và bằng cách như thế này thì các bạn có thể ví dụ như là tôi đặt một cái vùng như thế này, nhưng mà những cái vùng khác tôi làm nhòe đi. Đấy, ví dụ các bạn nhìn này, đúng không? Thì cái phần bên này khi mà các giá trị làm nhòe nó thấp mà tôi làm cái phần sau này nó rõ về nhòe nhiều, thì tự dưng là chúng ta sẽ thấy cái phần này nó rõ hẳn lên. Và đấy là cái cách để chúng ta điều chỉnh tiêu cự nó bức ảnh. Okay. Thế thì ở đây các bạn có thể là chọn, đúng không? Các bạn có thể chọn một cái điểm tâm làm nhòe, sau đó thì chúng ta sẽ thao tác trực tiếp ở đây, đúng không? Thao tác trực tiếp ở trên cái điểm này, hoặc là các bạn có thể là kéo con trượt ở đây cũng vậy thôi. Đấy. Và khi chúng ta kéo cái con trượt này thì chúng ta sẽ ra giảm các tham số này, làm cho cái vùng ảnh được điều chỉnh nó sẽ có cái tác động nhòe bớt đi thì, cho nó phù hợp với ý tưởng của mình. Ngoài ra thì các bạn còn có thêm một số các cái tùy chọn khác nữa. Ví dụ như là các bạn
có thể gia giảm thêm một số các cái tùy chọn ở phía dưới Live Broker hay là Broker Color, thì lúc này nó sẽ can thiệp thêm vào cái phần hiệu ứng sáng tối của trong cái ảnh này. Thế thì sau khi mà chúng ta điều chỉnh những cái tham số ở đây thì các bạn phải xác nhận cái tham số này đã được điều chỉnh xong. Và mình có thể có mấy cái tùy chọn như thế này: một là các bạn ấn preview đấy, thì nó sẽ cho các bạn xem được là cái hiệu ứng đó thực ra nó được áp vào trong bức ảnh như thế nào, tức là chúng ta xem trước đó. Thế còn nếu như mà không ưng ý thì các bạn có một cái nút lệnh là remove all pin, tức là toàn bộ những cái điểm mà điều khiển mà các bạn đặt vào trong bức ảnh ấy, các bạn tắt nó đi, thì lúc này chúng ta sẽ coi như làm lại từ đầu nếu như các bạn cảm thấy là không ưng ý. Thế còn nếu như mà chúng ta tạo ra một cái điểm điều khiển như thế này mà chúng ta cảm thấy ưng ý rồi, thì lúc này các bạn có thể là thế này, nhấp OK, xác nhận cái thao tác đó, và lúc này thì thực sự cái bộ lọc nó mới được chạy và nó sẽ gán cái hiệu ứng đó vào trong bức ảnh. Cho nên thằng này thì thực ra nó không hẳn là một cái bộ lọc theo cái tính chất real time, mà tức là bộ lọc theo cái kiểu cho xem trước. Đấy, đến lúc nào mà chúng ta nhấn OK rồi thì lúc đấy nó mới thực sự nó áp bộ lọc vào trong bức ảnh và nó làm nhòe những cái phần mà chúng ta yêu cầu. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một cái phần bộ lọc ở trong nhóm này. Đấy, Iris Blue. Iris Blue thì lúc này nó sẽ tạo ra một cái vùng như thế này, và chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng là ở trong cái vòng tròn như thế này, cái hình ellipse này, thì các bạn sẽ thấy là tương đối là rõ ràng đấy, không bị nhòe. Thế còn phần nằm ngoài thì nó sẽ bị nhòe đi. Thế còn nhòe nhiều nhòe ít thì trên nguyên tắc nó cũng vẫn là điều chỉnh ở đây đấy, gia giảm cái này để chúng ta thay đổi các tham số. Thế còn là chúng ta có thể mở, có thể xoay, có thể can thiệp vào cái này đó. Tôi có thể kéo này, kéo góc này, tức là chúng ta có thể chuyển nó từ dạng gì đây ạ, từ dạng ellipse sang thành một cái dạng gần giống như là hình chữ nhật đó. Kéo cái điểm này đấy, thì chúng ta sẽ đưa nó về hình ellipse. Thế còn những cái điểm này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là đưa chuột vào và chúng ta xoay để chúng ta đổi góc đấy. Rồi chúng ta có thể thay đổi transform nó đi để có được cái kích thước lớn hay bé ở cái khu vực mà chúng ta muốn điều chỉnh, gọi là cái tâm rõ nét của bức ảnh. Cứ ở ngoài thì là các bạn sẽ đây, nó sẽ có một cái khoảng nữa, là cái khoảng gọi là trung gian, ở ngoài là mờ này đúng không, ở giữa tâm là rõ này, và những cái điểm, bốn cái điểm mà các bạn nhìn thấy đây đấy, những cái điểm này là cái khoảng gọi là khoảng trung gian, nó giữa mờ và rõ, nó làm cho cái hiệu ứng mà chúng ta ghép vào ấy nó sẽ có cái bước đệm, nó không bị gay gắt. Nếu mà tự nhiên ở ngoài tất cả là đều là mờ cả, xong tự dưng ở bên trong cái là nó rõ, nó đanh, thì nó sẽ tạo ra một cái vùng trông rất là khó chịu đấy. Thế thì cái đoạn này chính là cái đoạn mà nó xử lý để cái bước đệm giữa cái vùng gọi là mờ và cái vùng rõ nó được điều chỉnh theo ý của mình, làm cho cái bức ảnh nó sẽ có cái đoạn mà xử lý mờ nó phù hợp với lại cái nội dung của từng bức ảnh. Chứ nếu mà nó chỉ cứng có một cách thôi thì nhiều lúc là phù hợp với cái ảnh A lại không phù hợp với ảnh B, tại vì mỗi bức ảnh là một nội dung khác nhau, mỗi bức ảnh là một câu chuyện khác nhau, và trong đó thì có những cảnh vật, có những người, có những cái khu vực cần phải xử lý, nó không giống nhau. Vậy thì họ đưa ra cho chúng ta những cái phương pháp để mà điều chỉnh làm sao cho phù hợp nhất với lại nội dung của bức ảnh đó. Và tất nhiên cũng giống như vừa rồi, chúng ta có cái hiệu ứng có thể áp dụng hoặc là không, đúng không? Đấy, nếu như mà chúng ta không ưng thì chúng ta remove pin này đi. Mà thực ra thì cũng giống như là cái vừa rồi chúng ta có nói, đó là không chỉ là một điểm đấy. Trước đây thì các bộ lọc cũ theo cái nguyên tắc cũ là các bạn chỉ có thể là áp dụng hoặc là ở trong
toàn bộ layer, toàn bộ cái layer này, hoặc là nằm ở trong một vùng chọn nào đó. Nhưng mà cái sự áp dụng vào trong cái bức ảnh hoặc là trong vùng chọn thì nó bị đều với nhau, nó không phân ra được nhiều vùng, nó không làm chỗ này mạnh chỗ kia nhẹ được. Đấy, thì ở trong cái phần bộ lọc blue mà mới này ấy, thì nó lại cho phép chúng ta là tạo ra nhiều điểm điều khiển khác nhau với các giá trị khác nhau, và chúng ta tùy chỉnh rất dễ bằng cách là can thiệp vào các tham số, hoặc là chúng ta có thể di dịch nó tới các vùng khác, quan sát cho tới khi nào mà chúng ta cảm thấy thực sự hài lòng rồi thì lúc đấy chúng ta mới nhấp ok để chúng ta áp dụng hiệu ứng đó vào trong bức ảnh. Đấy, thì đây là cái mà nó khác biệt hoàn toàn với lại các bộ lọc kiểu cổ. Đấy, nó đưa ra một cái phương thức làm việc nó linh hoạt hơn rất là nhiều, và nó dựa trên một cái tư duy hoàn toàn khác biệt. Thì đấy là cái phần bộ lọc tiếp theo ở trong Blue Gallery. Đấy, Iris. Còn cái bộ lọc thứ ba đây, chúng ta sẽ có cái cách làm việc khác, thì nó lại làm việc theo dài. Trường hợp này là nó làm việc theo dài, vẫn có một cái tâm, mà về nguyên tắc thì các bạn, đây nó là cái thứ ba này, Blue Gallery. Đó, đây tanh shift, thấy chưa, đang thấy chưa? Rồi, ok. Đấy, thế thì về mặt nguyên tắc, luôn luôn cái tâm M này nó sẽ được đặt vào đúng tâm của ảnh. Tất nhiên là chúng ta có thể di dịch đi. Thế và ở đây thì như vừa rồi tôi cũng đã giải thích, nghĩa là nó sẽ phân ra thành từng giải một. Ở tâm thì là rõ này, viền này thì là M này, trung gian này. Đấy, thì chúng ta có thể là điều khiển những cái này để chúng ta giải quyết cái độ rõ, độ mờ nó sẽ nằm ở trong cái quãng nào trong bức ảnh. Đấy, và thích nữa thì các bạn còn có thể là gì đây, xoay chuyển nó theo các góc. Đấy, ví dụ trong bức ảnh của mình như thế này, nếu mà cô này cô đang ở cái tư thế cô vai chéo lên chứ không phải chạy ngang, một cái ô tô thì nó chạy ngang đúng không, nhưng ví dụ như là một người đang nhảy lên hay một người đang rơi xuống, rõ ràng là cái góc mà chuyển động ở trong bức ảnh nó sẽ khác nhau. Do đó thì bằng cách là mình xoay đấy, thì mình cũng có thể là tạo ra được cái góc độ khác biệt ở trong cái giải M này. Thông qua đó thì chúng ta sẽ có được những cái vùng xử lý nó phù hợp với bức ảnh. Nhớ nhé, kéo thì là chúng ta đặt trực tiếp vào đây này, đặt trực tiếp vào cái giải trắng này này. Còn xoay thì lúc đấy bấm vào cái gì đây, cái điểm tròn. Đấy, thế sau khi mà các bạn làm xong thì lại ok thôi, chúng ta chấp nhận cái thao tác và lúc đấy nó mới là nó tính và nó làm nhòe theo cái hướng mà xử lý của chúng ta. Tiếp nữa thì chúng ta lại giới thiệu tới cái bộ tiếp theo của nó là Path Blue. Thì cái này nó có cái tính chất trực quan tương đối rõ. Các bạn sẽ thấy rằng là có một tâm ở đây này và một mũi tên này. Đấy, các bạn có thể xoay chiều nếu các bạn muốn. Đó, xoay theo chiều nào thì nó sẽ có cái định hướng. Và các bạn còn có gì đây nhỉ, còn có cái điểm này có thể kéo dài hay là ngắn. Đấy, ví dụ tôi có thể đặt những cái điểm như thế này, xoay theo chiều nào. Cái này thì lại đặc biệt linh hoạt. Đấy, đặc biệt linh hoạt. Tôi có thể ra dạng các cái độ dài, độ ngắn của cái thanh này. Đấy, mà kể cả làm sao nhỉ, thích nữa thì tôi có thể làm sao tạo ra một cái đường cong. Đây là một cái điểm vô cùng đặc biệt ở trong cái phần bộ lọc này, tức là tôi có thể vẽ ra một đường. Tôi có thể vẽ ra một đường để tôi hướng cho người ta nhìn vào đấy là nó mờ, nó chuyển như thế nào. Và sau khi mà chúng ta vẽ đấy, thì lúc đấy cái làm mờ nó sẽ chạy theo cái hướng mà chúng ta yêu cầu đấy. Nó sẽ rất khác nhé, tại vì nó có thể chạy theo một hướng cong,
nó chạy theo một hướng cong do cái đường mà chúng ta tạo ra đấy. Tất cả những cái trước thì hoặc là theo một tâm nào đó này, hoặc là theo một trường nào đó, theo một hướng thẳng nào đó, nhưng riêng cái này là nó sẽ tạo ra một cái tương đối là linh hoạt, tại vì là chúng ta có thể kéo, chúng ta có thể thả, chúng ta có thể uốn cong hướng nó chạy theo cái mong muốn của chúng ta. Thì cái này là cái đặc biệt nhất trong cái số các cái phần bộ lọc mà nằm trong Blue Gallery. Thế và cuối cùng thì chúng ta có một cái nó gọi là Spin Blue. Đấy, Spin thì các bạn thấy là nó tạo ra một cái trường như thế này. Đấy, thực ra thì nó giống như là cái tâm của cái ống kính máy ảnh thôi. Đấy. Hơi giống như iris đó, to kéo spin thì chẳng qua là gì đây, tạo ra được nhiều cái. Muốn nhòe ở đâu, muốn nhòe bao nhiêu, muốn nhòe lớn hay nhỏ, các bạn có thể kéo để các bạn ra dạng điều chỉnh riêng từng cái, từng vùng. Thằng này thì về mặt nguyên tắc thì nó rất giống như thằng iris này. Đấy, thì chúng ta có thể tạo ra nhiều điểm nhòe khác nhau, nhiều điểm để chúng ta sẽ tạo ra những cái tiêu cự khác nhau, độ nhòe khác nhau ở trong một bức ảnh. Đấy, và như tôi nói là nó rất là giống cái ống kính. Đấy, bắt đúng tiêu cự thì rõ, chỗ nào nằm ngoài tiêu cự thì nhòe. Và nó hỗ trợ chủ yếu là cho cái công tác gọi là xử lý ảnh của nhà nhiếp ảnh. Đấy, để họ có thể là xử lý lại chỗ nào nhòe, chỗ nào rõ ở trong bức ảnh một khi người ta không hài lòng về cái tiêu cự đó. Thế thì đấy là cái bộ lọc Blue Gallery. Cái này là cái tương đối đặc biệt mà như tôi nói là nó bổ sung về sau này, tức là các cái phiên bản tới tận phiên bản CS6 nó mới xuất hiện. Và sau mỗi phiên bản CC13, CC14, CC15, mỗi một cái đó thì nó sẽ lại có một chút các cái thao tác, có một chút các cái bổ sung. Thế thì sau cái Blue Gallery thì chúng ta xem thêm về cái Distort. Distort này là một trong những cái bộ lọc mà cũng được sử dụng tương đối nhiều ở trong cái thao tác mà chúng ta làm việc với lại Photoshop để tạo các hiệu ứng khi mà làm phá vỡ cấu trúc của một bức ảnh ra. Trong này thì chúng ta sẽ có một số cái bộ lọc hay được dùng, ví dụ như là ở đây chúng ta thấy là có Ripple này, hoặc là Shear này. Ví dụ Ripple thì nó làm cái gì? Ripple thì chúng ta sẽ có một cái bộ lọc mà nó sẽ tạo ra gì đấy ạ? Gợn sóng. Đấy. Chúng ta sẽ có ba cái tùy chọn ở trong này. Small, tức là về size thì sẽ có small, medium hoặc là gì đấy, large, thì là các bước sóng rung rinh mạnh hay nhẹ, bước sóng sâu hay nông, và cái amount can thiệp thêm sâu hơn về cái giá trị đó. Chút nữa khi mà tôi nói với các bạn về cái tôi nói với các bạn về action chẳng hạn, thì trong action nó sẽ áp dụng tương đối nhiều các cái bộ lọc ở trong đó. Đấy, và chúng ta cũng sẽ gặp cái này, chúng ta sẽ gặp cái bộ lọc Ripple này ở trong cái phần action đó khi mà làm những cái phần khung ảnh đấy chẳng hạn. Đấy, thì ở đây thì nó có một cái cửa sổ nhỏ này thôi. Đấy, hoặc là các bạn xem ở trong một cái khu vực nhỏ, hoặc các bạn có thể là gì đây, tăng giảm các cái tham số để các bạn xem một cách tổng quát. Đấy, và muốn xem thì nguyên tắc hôm trước tôi đã nói rồi, bấm chuột mà không kéo không gì cả thì chúng ta sẽ quan sát được cái ảnh trước khi mà áp dụng bộ lọc. Còn nếu như chúng ta nhả chuột ra thì chúng ta sẽ thấy được
hình xem trước hoặc là cái tham số này khi áp dụng vào bộ lọc thì nó sẽ tạo ra cái biến chuyển như thế nào. Đấy, bằng cách tăng giảm cái tham số amount này chúng ta sẽ thấy được cái tác dụng của nó vào trong bức ảnh, và nếu ưng ý thì ok, còn không thì cancel, tùy bỏ nó đi. Sau cái ripple này thì chúng ta có shear. Shear này thì nó là một cái cũng làm biến dạng theo kiểu sóng, nhưng mà nó có một cái phong cách làm việc nó lại rất là trực quan, như là chúng ta vẽ một cái sơ đồ ấy, thì các bạn nhìn thấy có một cái khu hình vuông như thế này đấy, và bây giờ chúng ta có thể can thiệp bằng cách là bấm vào cái đường thẳng nằm ở giữa này để các bạn tạo thêm những cái điểm điều khiển khác nhau bằng cách là di chuyển những cái điểm mà chúng ta vừa mới tạo. Thì gần như là chúng ta sẽ vẽ ra những cái đồ thị ấy, và cái đồ thị này nó uốn cong như thế nào thì chúng ta sẽ thấy là cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ bị uốn lồi lõm đi như thế. Đấy, và đây là cái cách mà làm mà dịch chuyển biến dạng cái ảnh của chúng ta. Trong thực tế thì cái này người ta sẽ dùng làm gì? Thực tế thì dành cho những cái người mà làm thiết kế ở trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Đấy, người ta sẽ làm việc rất là nhiều với cái bộ lọc này để mà người ta tạo ra các cái vân gỗ ở trong cái gỗ công nghiệp ấy. Đấy là người ta sẽ sử dụng cái bộ lọc này để người ta tạo ra. Chút rồi tôi cũng sẽ cho các bạn xem một cái bài để hướng dẫn cụ thể mà nó áp dụng cái bộ lọc này trong cái việc mà tạo ra cái vân gỗ này như thế nào. Tiếp nữa thì chúng ta có sphere. Sphere này thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mà mô phỏng giống như là chúng ta đang quan sát một cái đối tượng nào đó, một cái khung cảnh nào đó thông qua việc là nhìn qua một cái thấu kính thủy tinh, thấu kính tròn, một quả cầu thủy tinh. Và quả cầu thủy tinh như thế thì các bạn sẽ biết là nó sẽ có cái tính chất gọi là khúc xạ, và nó làm cho cái hình nó biến dạng đi. Chúng ta có hai chiều, chiều kéo bên trái và chiều kéo bên phải. Đấy, chiều kéo bên phải thì là nó cong về phía chúng ta và nó làm sao đấy, nó phình lên. Thế còn nếu mà chúng ta kéo nó sang bên trái thì nó là theo ngược lại, tức là nó lõm vào và nó có vẻ như là đẩy cái đối tượng ra xa. Cái phần mode này thì các bạn sẽ có một vài cái tùy chọn, đấy là normal này, rồi horizontally này và vertically, thì nó sẽ tạo ra những cái biến dạng khác nhau nếu như các bạn chọn cái mode khác nhau. Thế sau khi chọn mode xong rồi thì quan sát thực tế ở trên cái bức ảnh này, và cuối cùng là các bạn sẽ kéo con trượt sang trái hay sang phải để các bạn điều chỉnh cái biến dạng của cái đối tượng khi mà các bạn áp dụng cái bộ lọc này. Tiếp theo thì chúng ta có trim. Cái này thì nó sẽ làm biến dạng đối tượng của chúng ta theo cái phong cách là vặn xoáy. Vặn xoáy đây, có thể vặn theo chiều kim đồng hồ hay là vặn ngược chiều kim đồng hồ. Tất cả những cái hiệu ứng mà làm mà tạo ra một cái gì đó mang tính chất gọi là sóng thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Tất nhiên cái này thì xem ở trên một bức ảnh thì đôi khi chúng ta cũng không thấy hết được cái tác dụng của nó. Nhưng mà chút tôi cũng sẽ cho các bạn xem một vài cái thiết kế mà nó có sử dụng những cái bộ lọc nằm ở trong cái nhóm distor này thì các bạn cũng sẽ rõ hơn. Thao tác thì rất là đơn giản. Đấy, mở ảnh hoặc là làm việc trên cả ảnh hoặc là làm việc trên một vùng trọng, và bằng cách là quan sát ở trên cái cửa sổ, các bạn kéo trượt sang phải hay sang trái để điều chỉnh cái độ vặn xoắn của nó. Đấy. Wave vẫn là sóng, nhưng lần này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có nhiều cái tham số hơn. Đấy. Tất cả, thực ra thì bộ lọc dùng có khó hay không? Thực ra là không khó. Đó. Nó chẳng qua là can thiệp vào theo một cách nào đó. Chúng ta chỉ cần ra dạng tham số và chúng ta quan sát trên thực tế là chúng ta có thể chọn lựa được cái sự biến dạng của nó.
Thế còn để đạt được hiệu quả cao thì như tôi đã nói hôm trước, đó là chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều để mà chúng ta có thể tạo ra được một tổ hợp những cái bộ lọc, cái nào làm trước, cái nào làm sau. Đấy, thế còn bước sóng như thế nào, rồi thì cái độ lọc như thế nào, tất cả những cái này thì các bạn cứ chịu khó kéo con trượt quan sát một chút thì các bạn sẽ thấy ngay cái sự can thiệp của nó. Ở đây thì chúng ta có một số các cái tùy chọn khác nhau. Đấy, uốn lượn hình sin này, uốn lượn theo kiểu đa giác này, uốn lượn theo biến dạng theo kiểu hình vuông này. Thế thì tùy vào ý tưởng của các bạn mà các bạn hãy chọn lấy một cái kiểu nào đó cho nó phù hợp và áp dụng cho bức ảnh của mình sau khi mà các bạn gia giảm thêm các tham số. Đấy, bước sóng dài hay ngắn. Bước sóng ngắn thì nó sẽ lượn nhiều, bước sóng dài thì nó sẽ lượn ít hơn. Đấy, nó tác động đến cái biến dạng ở mức độ lớn hay là nhỏ thì các bạn còn quan sát kỹ ở đây. Đấy, sau khi kéo các cái con trượt này. Thế còn cuối cùng thì chúng ta có một cái gọi là zig zag ở trong nhóm này. Thì zig zag, các bạn đã thấy những cái quan sát những cái sóng ở mặt hồ khi mà chúng ta ném một cái gì đó xuống mặt nước tĩnh chưa? Đấy thì cái này nó mô phỏng cái dạng tương tự như thế. Sóng gợn là một dạng, sóng gợn là gió nó thổi cho mặt hồ và nó làm cho, hoặc là dòng chảy chảy khẽ thôi thì nó sẽ làm cho mặt nước nó sẽ chảy theo một cái cách mà nó có sóng gợn theo một cái nhịp, theo một cái chiều nào đó, nhưng mà rõ ràng là nó có cái hướng hoạt động tương đối rõ. Thế còn nếu như mà chúng ta ném một cái vật gì đó xuống nước thì là nó sẽ có tâm rõ ràng và nó sẽ tạo ra một cái biến dạng từ tâm đó, nó lan dần ra theo cái bước sóng. Thì ở đây chúng ta có cái zig zag này chính là nó mô phỏng cái chuyện đó. Các bạn có thể là kéo cái tham số amount này. Đấy. Và các bạn chọn thêm cái trigger này. Trong này thêm một số cái. Ví dụ như là này, around center này, out of center này. Thì mỗi cái nó sẽ cho chúng ta những cái cách mà làm khác nhau. Đấy, sóng nó dao động từ tâm ra như thế nào. Pole ripple này. Đây. Cái này thì đặc biệt là giống cái sóng mà lan tỏa từ tâm đây. Thì các bạn sẽ chọn, các bạn sẽ thử những cái này để thấy được các cái kiểu tạo sóng như thế nào. Hoặc trái hoặc phải đều được cả. Đó. Đây, ví dụ như đây, chúng ta sẽ có những cái dạng biến dạng theo kiểu sóng như thế. Thế đấy là bộ nhóm bộ lọc distort. Noise thì nó lại theo một hướng khác. Ví dụ như là chúng ta có một số cái như thế này. Noise này, F noise thì chúng ta sẽ có một cái bộ lọc mà nó cung cấp cho chúng ta những cái hạt nhiễu được đưa vào trong cái bức ảnh. Nhiễu nhiều hay nhiễu ít thì là do chúng ta kéo cái con trượt này. Đấy, càng kéo về phía bên phải thì chúng ta sẽ thấy hạt nhiễu càng nhiều. Nó sẽ giống như là cái phim mà nó cũ ấy, thì nó bắt đầu nó bị nổ, nó gây ra nhiễu ở trên cái phim hoặc là cái ảnh cũ. Đấy thì các bạn sẽ thấy là kéo cái con trượt này càng sang bên phải thì cái mật độ hạt nhiễu càng dày hơn. Chúng ta có thêm một số các cái tùy chọn khác nữa, ví dụ như là Gaussian hoặc là Uniform thì nó sẽ làm cho cái mật độ hạt nhiễu hoặc là cái màu sắc của nó sẽ hơi khác đi một tí. Nhưng mà đặc biệt nếu mà chúng ta sang cái monochromatic thì nó sẽ có cái xu hướng gọi là hướng sang thành một tông. Đấy, hạt nhiễu nó sẽ không nhiều màu nữa. Thế còn là chúng ta có thể xem trong một cái trường hợp khác như thế này.
chẳng hạn như là tôi có thể là tạo ra một cái chất liệu nào đó bằng cách là chúng ta sẽ kết hợp thử hai cái bộ lọc với nhau. Vừa nãy chúng ta đã giới thiệu nhanh một cái phần bộ lọc là bộ lọc blue đúng không? Nhóm bộ lọc blue trong đó có một cái bộ lọc nó tên là motion blue. Thế bây giờ chúng ta vừa mới giới thiệu thêm một cái là cái bộ lọc ethnoid này chẳng hạn. Bây giờ chúng ta xem thử xem là với cái này chúng ta có thể làm cái gì nhé. Để ví dụ tôi có một cái bức ảnh, tôi cho nó đen hết đi, sau đó thì tôi chọn cái phần amount này, tôi cho nó lớn lên, cho nó dày lên, chọn monochromatic ví dụ thế, thì các bạn sẽ thấy là có một cái bề mặt mà nó tương đối là gì đấy, tương đối là xốp như thế này đấy. Sau đó thì chúng ta có thể là sử dụng cái phần filter này và blue chẳng hạn đấy, và motion blue tôi có thể chọn một cái chiều ngang hay chiều dọc gì đó, và sau khi mà chúng ta kéo như thế này đấy, chúng ta làm thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ tạo ra được một cái bề mặt mà nó sẽ có cái chất mà nó tương đối là lạ như thế này. Nếu mà chúng ta nhìn nó sẽ giống như là cái chất liệu gì nhỉ, giống như cái chất liệu nhôm xước đấy, ví dụ như thế. Đây chỉ là một trong các cái cách làm thôi, có thể là chúng ta còn nhiều rất nhiều các cái thứ khác mà chúng ta cần phải làm nhiều hơn, thử nghiệm nhiều hơn, kết hợp nhiều hơn để mà chúng ta tạo ra những cái hiệu quả hiệu ứng của nó. Tuy nhiên là những cái gì mà nó nằm ngoài cái chủ động của chúng ta. Chủ động của chúng ta là gì? Chủ động của chúng ta ví dụ như là lựa chọn hình ảnh này đấy, hoặc là cắt ghép này, hoặc là chỉnh màu này, hoặc là che chắn bớt các điểm ảnh, ví dụ như thế, ghép cái nọ với cái kia. Đấy là những cái thao tác mà nó mang tính chất là chủ động. Thế còn đối với những cái hiệu ứng mà thuộc về cái filter đấy, hiệu ứng đặc biệt thông qua bộ lọc, thì cái này sử dụng đơn thì rất là dễ. Các bạn có thể là cứ ngồi tần mẩn 1 hôm, 2 hôm, 10 hôm, các bạn xem qua một vòng hết tất cả các cái filter thì các bạn sẽ nắm được là các filter này nó làm cái gì. Đấy, nhưng mà để tạo ra một cái hiệu ứng cụ thể thì chắc là tôi sẽ phải đưa cho các bạn một số các cái hệ thống bài tập có liên quan tới cái cách áp dụng bộ lọc này. Đấy, để các bạn sẽ tạo nên một số các cái khái niệm đầu tiên về cách sử dụng. Đấy, làm theo để lấy cái kiến thức ban đầu, sau đó thì mình sẽ phải chịu khó, mình làm nhiều, thử nghiệm nhiều, thì lúc đấy chúng ta mới dùng sâu cái phần mà bộ lọc để cho nó tạo ra hiệu quả tốt được. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nói về một số các cái phần như thế này. Ví dụ như là phần Despicor hoặc là Dirt and Scratches này, thì mấy cái bộ lọc này thì nó lại được dùng ở trong cái trường hợp rất là cụ thể là để xóa bớt những cái nhiễu hoặc là cái vết bẩn trên bức ảnh. Đấy, trong đó thì chúng ta sẽ có cái bộ lọc Despicor này, thì là cái bộ lọc giống như blue, có nghĩa là bấm và nhận kết quả, không can thiệp được. Một bức ảnh mà nó hơi bị bẩn, nó hơi bị nhiễu, đây ví dụ chúng ta xem thử, để tôi tìm thử một cái bức ảnh khác là cho nó có cái kết quả nó cần gần giống như thế nha. Ở đây các bức ảnh của chúng ta cũng hầu như là tương đối tốt cả. Vậy chúng ta tìm thử. Đây, ví dụ khi mà chúng ta có một cái bức ảnh như thế này, thì bức ảnh này nó tương đối là cũ rồi, đúng không? Nó tương đối là xước rồi. Thực ra thế này là hơi quá so với cái yêu cầu của bộ lọc, nhưng mà cái cách làm của nó sẽ là như thế này. Chúng ta vào filter, vào noise, và chúng ta chọn cái Despicor này.
Thì về mặt nguyên tắc là nó sẽ cố gắng nó tìm những cái điểm mà đó mà coi như là nhiễu, coi như là bẩn ở trên bức ảnh, thì nó sẽ giảm bớt đi, nó sẽ xử lý bớt đi cho chúng ta. Đấy. Thế và ở một cái mức độ cao hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ lọc tiếp theo là Dust and Scratches này. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Sử dụng cái này, chúng ta sẽ kéo cái tham số Radius. Đấy. Kéo thêm cái Threshold này để mà chúng ta sẽ ra giảm những cái kết quả gọi là khử bớt những cái vết vết lỗi, vết nhiễu ở trên bức ảnh. Đấy. Tất nhiên là nó không không phải là một một công cụ để mà chúng ta làm một cái mà nó hết ngay, và cái này chúng ta sẽ phải làm dần dần từng vùng một. Đấy, kết hợp thêm các công cụ khác nữa. Nhưng mà trên nguyên tắc thì đây chính là một trong những công cụ để sử dụng để người ta phục chế hoặc là xử lý những cái vùng ảnh mà không được tốt. Thì là người ta sẽ dùng cái này. Đúng không? Không, đây chỉ là tôi chỉ đang chỉ giới thiệu với bạn là nó là một phần ở trong đấy. Nó là một phần ở trong đấy. Chứ còn làm như thế thì tắt ngay cái chuông đi và để rung thôi. Thế còn cái phần Redux Noise này là một cái bộ lọc mà nó được cung cấp về sau này so với các cái bộ lọc khác. Trước thì nó chỉ đến thế này thôi, Add Noise, Dust Speaker và Dust Scratches. Thì đấy là những cái bộ lọc mà nó thuộc về cái bộ lọc gốc ở trong cái nhóm này. Về sau thì nó bổ sung thêm cái Redux Noise là sau. Đấy, và nó mang tính tổng hợp hơn, có các cái chế độ là Strength này, Perspective Detail này, Redux Color Noise và Sharpen Detail. Ngoài ra thì nó còn có thêm cái Remove JPEG Artifact này. Thì nó cũng như tôi nói với các bạn đấy, nó chủ yếu là phục vụ thêm cho cái nhà nhiếp ảnh. Đấy, người ta có thể là gia giảm những cái nhiễu màu ở trong cái bức ảnh là chính. Đấy thì cái này thì nó dành chuyên cho dân nhiếp ảnh, mà chủ yếu nó không phải là giải quyết là những cái bức ảnh mà nhiễu mốc như thế này đâu, và đây là những cái ảnh mới. Đấy, những ảnh mới chứ không phải là cho ảnh cũ. Render thì hôm trước là tôi cũng đã nói một ít rồi đúng không? Có cái lens là hôm trước có phần bài tập là tôi đã nói rồi. Thì đây, bây giờ chúng ta xem thêm một số cái như thế này. Ở render thì nó có một cái tương đối đặc biệt là cái clouds này. Cái clouds này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tạo ra một cái hiệu ứng giống như là mây. Đấy. Thao tác thì rất là đơn giản. Nó sẽ phối trộn, nó sẽ dịch chuyển các điểm ảnh làm sao để tạo ra một hiệu ứng giống như đám mây, và nó sẽ xử lý trên yêu cầu là gì, hai màu, là màu tiền cảnh, hậu cảnh. Do đó nếu như mà các bạn muốn làm một cái gì đó mà giống mây thì trước hết là các bạn phải thiết lập cho tôi hai cái màu này cho nó giống như màu mây, màu trời đã. Sẽ có một màu là xanh, một màu là trắng, đó, trời xanh mây trắng. Thế và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng filter. Chúng ta vào cái render, chúng ta vào cái clouds này thì nó sẽ phối một cách rất là ngẫu nhiên giữa các điểm ảnh để tạo ra một cái hiệu ứng giống như mây như thế này. Và ở đây thì tôi cũng nhắc thêm một vấn đề, đó là trong filter này thì nó có một cái lệnh gọi là lệnh nhắc lại. Đấy, lệnh là lệnh nhắc lại. Cái này thì nó phím tắt của nó là Ctrl F, còn cái tên ở đây thì nó sẽ biến đổi liên tục, vì là trước đó chúng ta đã dùng bộ lọc nào
thì bây giờ nó sẽ lưu lại cái bộ lọc đó cùng với thông số, cùng với cách làm của bộ lọc mà chúng ta vừa làm trước đó. Do đó thì nếu như bây giờ tôi muốn làm thêm một lần nữa thì tôi không cần phải làm theo cái cách rất là mất thời gian, nghĩa là tôi vào filter, vừa nãy tôi dùng Cloud đúng không, tôi bấm vào đây tôi lại phải xuống render, xong rồi tôi lại phải chạy vào đây tôi bấm, thì bây giờ không cần nữa, chúng ta chỉ việc là nhấn thêm một lần nữa là phím Ctrl F thôi, mở đây hay là bấm phím thì cũng thế đấy, Ctrl F. Thế thì nó cứ mỗi một lần như thế này thì nó lại phối trộn, nó di dịch các điểm ảnh theo một cách ngẫu nhiên khác nhau để nó tạo ra cái hiệu ứng về mây. Thế còn đối với cái bộ lọc tiếp theo của nó trong nhóm này, Difference Clouds này, thì bạn sẽ nhận được một cái kết quả như sau. Nó lại phối theo một cái cách mà làm ngược âm bạc. Nếu mà tôi Ctrl F một lần nữa thì chúng ta sẽ có dương bạc, Ctrl F lần nữa thì chúng ta sẽ có âm bạc. Đấy, vẫn phối trộn một cách ngẫu nhiên nhưng mà lật đi lật lại theo cái phong cách âm bạc và dương bạc liên tục, cứ mỗi một lần là nó chuyển từ âm sang dương, dương sang âm. Và cái này thì lại được ai dùng, cũng vẫn là sản xuất công nghiệp thôi. Đây là bộ lọc hay được sử dụng cho những cái người mà làm về gạch lát, về giả đá. Đấy. Thì người ta sẽ sử dụng cái này để người ta tạo ra những cái vân, vân đá, vân gạch lát, gạch hoa. Đấy, đây. Dương thì không dùng được đâu, tại vì trông nó hơi nghèo nàn, nhưng mà những cái phối theo kiểu âm bản như thế này thì nó rất phong phú, tại vì mỗi lần nó phối theo một cái tỷ lệ rất là ngẫu nhiên, nó luôn luôn thay đổi và tạo ra những cái vân mà chúng ta sẽ trông nó rất là giống vân đá. Thì đây chính là cái cách mà những cái nhà sản xuất gạch lát người ta hay sử dụng để người ta làm các cái kiểu mẫu mới cho vân đá. Tất nhiên cũng có thể kèm theo một vài cái bộ lọc khác để mà nó tạo ra cái độ uốn lượn hoặc là phối trộn giữa các mảng này nó khác biệt đi. Vẫn Ctrl F thôi, em dùng một lần, chọn cái Different Clouds, sau đó thì cứ nhấn Ctrl F liên tục thì nó cứ đảo qua đảo lại giữa dương và âm. Thấy chưa? Làm một lần thôi, sau đó thì sử dụng phím. Thế còn cái lens này thì hôm trước đã nói rồi đúng không? Đây, bây giờ nhắc lại một tí này. Ví dụ như là vào filter này, vào render này, vào lens này thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng là như thế nào nhỉ? Tạo ra cái tạo ra cái chuỗi ánh sáng ở trong ống kính đúng không? Ánh sáng ngược ở ống kính. Chúng ta có thể bấm vào cái điểm sáng này, chúng ta di dịch đi để chúng ta đảo chiều ở trong bức ảnh. Muốn cho nó sáng vào đâu thì chúng ta có thể đặt gì vào đó, sau đó thì điều chỉnh cái brightness này để chúng ta tăng hay giảm cái độ phát quang, nó lớn hay là nhỏ đúng không, thay đổi kiểu ống kính thì nó sẽ có cái tia sáng nó lóe ra khác nhau tùy theo độ lớn của ống kính. Đấy, và sau khi ứng ý rồi thì chúng ta sẽ nhấp OK, chúng ta sẽ có cái tia sáng được thêm vào giống như là một cái sự chụp ngược sáng trong thực tế đấy, hoặc là ngược sáng mặt trời, hoặc là ngược sáng đèn cao áp chẳng hạn, khi mà chúng ta lìa ống kính. Thì cái này là hôm trước tôi đã nói rồi, bây giờ nói lại thêm một tí để cho các bạn nhớ thêm thôi. Một số cái thì nó, đây là một số cái mới, đây tôi cũng nói luôn này, trước đây thì cái phần render này nó chỉ có từ cái phần clouds này cho xuống đến dưới này thôi. Thế còn phần flame này,
rồi picture frame hay tree này, đấy là cái phần mà về sau này mới được bổ sung. Phần này là phần mới hoàn toàn. Thực ra thì nó có vẻ giống như là cái phần action nhiều hơn. Đấy, ví dụ như là picture frame này, nó giúp chúng ta tạo ra một cái khung. Đấy. Các bạn có thể gia giảm các tham số ở đây để mà can thiệp vào giá trị của cái khung này. Đấy, khung dày, khung mỏng như thế nào. Màu đó, các bạn có thể chọn màu cho nó. Đấy. Danh sách chỉ có một loạt. Thực ra thì cái này nó giống như là dành cho dân, như tôi nói đấy, phần lớn các bộ lọc về sau này mà nó được bổ sung thêm hầu như là phục vụ cho dân photography rất là nhiều. Đấy, ví dụ như là người ta đưa những cái này để người ta tạo ra thêm các hiệu ứng, người ta thêm thắt cái nọ cái kia vào trong cái bức ảnh đấy, thay vì việc là phải ghép, phải cắt, phải xử lý về sau, thì họ có được một số cái tùy chọn này để họ có thể thêm bớt ngay vào trong cái ảnh của họ một cái nhanh nhất. Thì thư viện thì có rồi. Đây, ví dụ các bạn nhìn đây, thêm mấy cái quả bóng, thêm mấy cái chấm hoặc là thêm hoa hoét các thứ vào trong cái khung ảnh, trong cái bức ảnh chụp, thì cái này là dành cho theo cái kiểu gọi là làm ảnh cho khách hàng. Đấy, thay vì phải cắt ghép, thay vì phải có một cái thư viện rất là lớn các cái thứ mẫu để họ cắt hoặc ghép, thì bây giờ họ được cung cấp luôn một số các cái thế này. Hoặc là đây, chúng ta xem thêm cái thằng tree này. Cung cấp các loại cây. Light direction. Cái này thì nó liên quan tới cái việc chiếu sáng, chiếu ở phía nào của cây cây. Đó. Rồi size. Chúng ta sẽ có can thiệp vào cái kích thước của lá, của cây, các thứ. Đó. Độ can thiệp vào cành. Đấy. Đấy, thân cây, cành cây, vân vân. Và ở đây thì chúng ta có một cái danh sách rất là nhiều thứ. Đấy, cây gì, cây to, cây nhỏ, tán xòe, tán cụm, rồi thì các dạng cây khác nhau. Sau khi mà chúng ta chọn cây đấy, rồi chúng ta sẽ có thêm một số các cái tham số khác. Để mà làm cho cành lá rồi tất cả các thứ nó xòe rộng, xòe ít, xòe nhiều các thứ. Đấy, thì sau khi mà chúng ta đưa vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó trồng cho chúng ta cây vào trong ảnh. Thư viện này thì có lẽ là nó sẽ phù hợp trong một trường mực nào đó, thì tôi nghĩ rằng là nó dành cho các cái hoạt động của những cái người mà làm ở trong phần kiến trúc nhiều hơn. Đấy, họ sẽ sử dụng cái này như là một thư viện để mà tạo ra những cái cây để họ ghép vào trong một cái quang cảnh kiến trúc của họ. Đấy, chứ còn là nó không phải là một cái bộ lọc giúp cho chúng ta có thể làm nhiều, làm cơ bản như là những cái bộ lọc khác. Còn cái bộ mà thêm lửa này vào đây thì hiện tại đang bị lỗi, của máy tôi đang bị lỗi. Cái này nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng lửa cháy ở đâu đấy. Chạy thử ở trên máy các bạn xem có chạy được không. Máy tôi đang bị báo lỗi cái này. Hiệu ứng đốt lửa. Filter render. Nó nằm ngày đầu tiên. Cũng báo lỗi à? Ồ, thế thì để xem lại xem cái này làm sao. Tại vì tôi nhớ lần trước, cái phiên bản trước đấy thì tôi vẫn dùng cái này và vẫn đốt được lửa trên ảnh mà.
Chắc là lần này nâng cấp cập nhật chắc là nó đã bị lỗi cái gì đấy. Đấy. Thế còn là được rồi, cái phần này thì để sau một chút đi. Đấy, Lightning Effect là chúng ta sẽ giới thiệu cái cuối ở trong cái nhóm này. Lightning Effect thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số các hiệu ứng về ánh sáng. Ở đây thì chúng ta lưu tâm mấy cái vấn đề như thế này. Các bạn sẽ có một cái danh sách, trước tiên là chúng ta quan sát cái danh sách này trước. Đấy, chúng ta có ba cái dạng nguồn sáng dạng point, nguồn sáng dạng spot và nguồn sáng dạng infinite. Đấy, tùy thuộc vào cái nhu cầu mà chúng ta, trước hết là chúng ta cần phải chọn được cái nguồn sáng cho phù hợp với yêu cầu đã. Đấy, sau khi mà chúng ta chọn nguồn sáng rồi thì chúng ta mới xem tiếp sang tới vấn đề thứ hai, đó là color, tức là nguồn sáng này là chiếu ánh sáng gì. Đấy, các bạn có thể thay đổi cái ánh sáng ở đây, mặc định thì nó đang để cho chúng ta ở cái ánh sáng là ánh sáng trắng như là ánh sáng mặt trời, nhưng mà các bạn thích thì các bạn có thể là gia giảm. Đây, khi mà tôi can thiệp vào cái ánh sáng này thì tôi có thể là làm sao đây ạ, thay đổi cái độ gắt, độ chiếu sáng cho cái bức ảnh này và làm cho nó sáng rực lên hay là tối đi. Và các bạn có thể là chọn một cái màu của nó, nếu như các bạn muốn có như là đây là một cái ánh đèn nào đó hoặc là nguồn sáng của nó chiếu vào thì tôi có thể là gia giảm được cái màu. Đấy, intensity sáng tối. Thế còn màu thì đây, mình có thể chọn cái màu này, không thích thì các bạn có thể bỏ đi. Đấy, hoặc các bạn có thể gọi một cái phần color library để các bạn chọn một cái màu, tông màu nào đó. Bằng cách chọn như thế này thì các bạn sẽ có một số các màu luôn, không cần phải kéo con trượt giống như vừa nãy nhé. Các bạn có thể đổi một cái màu. Sau đó thì các bạn có thể gia giảm các tham số. Đây. Và ngoài ra còn có cả cái thao tác trực tiếp vào đây này, thay đổi hướng này. Đây này. Cái này nó mô phỏng là cái sự chiếu sáng, nguồn sáng đây này. Nguồn sáng nằm đây. Đây, các bạn bấm vào đây là các bạn có thể làm sao đây nhỉ? Thay đổi cái góc chiếu. Mà thay đổi góc chiếu thì các bạn cũng sẽ làm cho gì đây nhỉ? Cái ánh đèn nó chiếu vào và cái phần nào của bức ảnh nó sẽ sáng nhiều hơn cái phần nào, bằng cách thay đổi chiều chiếu sáng. Đấy, đây là mô hình. Thế còn cái con trượt ở đây, các bạn có hai cách làm nhé, làm trực quan ngay trên bức ảnh hoặc là các bạn co kéo các con trượt ở bên phía tay phải này. Đấy, cũng giống như là cái bộ mà Blue Gallery vừa nãy, chúng ta có cái con trượt ở đây. Đấy, kéo xuôi chiều đồng kim đồng hồ này hoặc là ngược chiều kim đồng hồ để gia giảm cái cường độ chiếu và bấm vào cái này để dịch chuyển thay đổi cái chiều hướng chiếu. Đó. Như thế này là chúng ta sẽ mô phỏng cái sự chiếu đèn bên ngoài vào. Thế còn mỗi loại thì nó sẽ lại có một cái điều chỉnh hơi khác nhau. Ví dụ như là cái dạng foil này chẳng hạn. Dạng foil này thì tôi có thể là gì đây? Di dịch trực tiếp như thế này. Để tôi tăng sáng cho một góc nào đó hoặc giảm sáng cho một góc nào đó. Đấy, tôi có thể kéo như thế này để tăng cường cái cường độ chiếu sáng mạnh hay yếu. Và nếu như bấm trúng được vào cái đường đường viền của cái hình tròn này, tôi có thể làm sao đây ạ? Thu nhỏ cái phạm vi chiếu sáng hay là gì đây? Mở rộng phạm vi chiếu sáng. Tất cả những cái này chúng ta làm đều có thể là làm theo hai hướng,
trực quan ngay trên bức ảnh với cái sơ đồ này, hoặc là các bạn có thể kéo thêm các con trượt ở bên này. Đây là dạng foil. Còn dạng sport thì nó hơi đặc biệt một tí. Đây, quan sát, tôi có thể thu nắn như thế này. Đấy, cũng có thể dịch chuyển như thế này. Lúc này thì cái tâm chiếu sáng nó tương đối là rõ ràng, thế nhưng ngoài cái này thì là bị tối, tối mò luôn. Đấy, nó giống như là đèn 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 chiếu, đèn dọi, ví dụ như là chúng ta hay gặp ở trong cái trường hợp chẳng hạn như là những cái đèn 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 mà người ta hay sử dụng để người ta chiếu vào đèn hắt ấy, đèn hắt hay đèn dọi để chiếu vào biển quảng cáo hay là chiếu vào những cái bức tranh treo trên tường ấy. Đấy, thì cái dạng spot này chính là cái dạng mà nó mô phỏng cái ánh sáng chiếu có định hướng nhỏ trong một cái phạm vi nào đó. Chúng ta có thể sử dụng nó để đưa vào những cái ảnh mà nó giống như là đang mô tả về một cái không gian nội thất nào đó. Chúng ta có thể dùng nó để minh họa thêm về cái chiếu sáng ở trong căn hộ. Thực ra thì trước đây thì nó, cái bộ lọc này nếu như mà trước đây thì nó tương đối khác. Đấy, nó được cải tiến rất là lạ rồi so với lại các cái phiên bản cũ. Trước thì các bạn sẽ sổ ra có một cái danh sách rất dài, nó sẽ có rất là nhiều kiểu, ví dụ như là mấy đèn các bạn có thể thêm vào được nhiều đèn lắm. À đây, bây giờ nó sẽ đưa ra đây, đây phần preset này, các bạn sẽ thấy này, chúng ta sẽ có này hai đèn này, hai o'clock spot này, blue omni này, cycle of light này, đấy, đây đa đèn này. Đấy, thì không phải làm việc ở đây nữa, đây là các tham số chính. Thế còn cái list để chúng ta có thể gọi được là những cái kiểu đèn như thế nào, nhiều đèn, ít đèn, chiếu ngược từ dưới lên hay là chiếu úp từ trên xuống, vân vân, thì các bạn có thể tìm ở trong danh sách này. RGB light này, ánh sáng và theo kiểu là cái pha màu RGB này. Đấy, hay là flux light này, đèn trần chiếu xuống này, đó, flash light này. Đấy, thì từng đấy kiểu, đây đa đèn đây, các bạn có thể xoay. Và một cái thì nó sẽ ảnh hưởng cả hệ thống luôn nhé, dịch một cái là ảnh hưởng cả hệ thống luôn, tại vì đây là đèn theo cụ. Đấy, và tăng hay giảm thì nó cũng sẽ tăng hay giảm cả cụm luôn. Đấy, thì cái này nó thiên về vấn đề gọi là tạo nguồn sáng chiếu vào trong cái ảnh, hoặc là chiếu vào trong một không gian mà cái ảnh nó đang hiển thị. Thì đấy là cái bộ lọc hơi thiên một chút về cái hiệu ứng ánh sáng. Đây, filter, render, lighting effect. Sharpen thì nó đi theo cái hướng ngược lại với lại cái bộ lọc blue. Đấy, trong đó thì chúng ta thấy là nó cũng chỉ giữ lại một số cái mà có một số cái là gốc này, ví dụ như sharpen này, hay là sharp mark, sharpen more. Đấy là những cái bộ lọc mà mang tính cổ điển. Còn về sau chúng ta có thêm một số, ví dụ như smart hoặc là cái sharpen edge này, thì nó là cái được bổ sung về sau. Đấy, ví dụ như là làm sắc những cái biên của các cái vùng ảnh thì chúng ta sẽ có cái phần này. Thế còn chủ yếu trước đây thì người làm ấy thì người ta hay sử dụng cái này. Đấy, ấn sắc mắt nó sẽ đi theo một bộ như thế này. Đây, vừa nãy tôi có nói với các bạn là cái bộ này, noise này, thì người ta làm là người ta dùng bộ như này. Trong trường hợp nào? Trong trường hợp là không phải là ảnh chụp nhé, không phải là ảnh chụp cái màn số, mà là người ta dùng cái scan. Tức là tôi có một cái tạp chí, tôi có một cái gì đó đã được in ra. Đấy, và tôi cầm cái đó, tôi đưa vào trong máy scan, tôi quét nó vào. Thế thì sau khi mà scan vào thì chất lượng của scan nó không bao giờ nó bằng được với lại cái ảnh chụp. Đấy,
nó có thể nhiễu, nó có thể bật, nó có thể là không được sắc nét, thì người ta sẽ sử dụng một cái bộ liên tục như thế này. Đầu tiên là Despicker này, sau đó là Dust and Scratches này. Đấy, và khi sử dụng như thế nó làm nhòe, làm mờ, nó bớt được những cái nhiễu, những cái lỗi nhỏ nhỏ ở trên bức ảnh. Nhưng mà trong trường hợp đó thì nó cũng sẽ bị cái tình trạng là hơi bị mờ. Thì người ta sẽ sử dụng tiếp theo là người ta sử dụng cái Sharpen này, và người ta sử dụng cái Unsharpen. Thường thì sẽ đặt ngay theo cái tham số mẫu của chương trình thôi. Trừ phi mà chúng ta cảm thấy là nó chưa được ổn thỏa thì chúng ta có thể tham gia thêm một chút bằng cách là gia giảm thêm một chút cái radius này. Còn các tham số còn lại thì thường để nguyên. Đấy là kinh nghiệm làm việc của chúng tôi trước đây khi mà xử lý những cái ảnh quét từ scanner. Bây giờ thì máy ảnh số nó tiện rồi, cho nên là ít khi mà chúng ta cần phải dùng đến scanner trong các cái trường hợp này, thì có lẽ là cái ứng dụng của nó cũng sẽ không được sử dụng nhiều lắm. Trong stylist này thì chúng ta có một vài cái nó tương đối hay ho một tí. Ví dụ như là chúng ta có mấy cái bộ lọc như sau. Ví dụ như là emboss này chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác giống như là cái bức ảnh của chúng ta đang được khắc lên trên một cái nền nào đó. Đấy. Và đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có mấy tham số như sau. Tham số về chiều ánh sáng. Tham số về chiều ánh sáng thì nó sẽ làm cho chúng ta thấy là cái nào gồ lên hay là cái nào lõm xuống. Đấy. Cái giá trị hay này thì nó sẽ làm cho có cái sự dịch chuyển để tạo ra một cái độ sâu. Âm màu làm rõ nét hay là không rõ nét thì chúng ta sẽ điều chỉnh thêm cái âm màu này. Đấy. Và trên nguyên tắc thì các bạn sẽ thấy rằng là hầu như bất kể nó là màu gì thì chúng ta sẽ bị chuyển sang một cái thang xám xám, giống như là cái sàn bê tông, mặt bê tông như thế này. Thế còn các cái nổi này lên thì các viền của nó sẽ được đưa vào các một số các cái màu giống như là cái ri ánh sáng ấy. Thì đấy là cái tùy chọn cái bộ lọc emboss. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái là cái extrude. Thì cái này là đặc biệt đây, nó là cái được bổ sung về sau này. Nó là một trong những bộ lọc tương đối mới, gần như là các bộ lọc mới nhất ở trong cái nhóm này. Thì chúng ta sẽ có một bức ảnh được biến đổi ra thành cái dạng, chúng ta cứ gọi nôm na nó là cái dạng multi polygon. Đấy, nó sẽ làm thành ra một cái dạng mà bức ảnh được xây dựng rất nhiều các cái khối nhỏ. Đây các bạn quan sát này này. Đây. Bức ảnh của chúng ta được xây dựng dạng như thế này. Rất nhiều khối. Tất nhiên khối to, khối nhỏ như thế nào thì các bạn sẽ gia giảm các tham số bên trong. Hoặc là một dạng khác, một biến thể khác của nó. Đây, chúng ta xem thử extrude. Nhưng mà thay vì để block này thì chúng ta để pyramid này. Đây, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều khối, nhưng mà khối nhọn như thế này. Đẹp xấu, phù hợp hay không thì nó phụ thuộc vào cụ thể là cái ảnh của chúng ta là thế nào. Và sau đó thì các bạn sẽ phải gia giảm các tham số làm sao cho rõ được, vừa tạo ra được cái hiệu ứng trông lạ mắt, nhưng đồng thời nó cũng phải ở cái kích thước làm sao để cho người ta còn nhận diện được ra cái ảnh đó nó diễn giải được cái gì, chứ không nó sẽ rơi vào tình trạng là trông lạ mắt thôi, nhưng mà tôi cũng nhìn vào tôi cũng không hình dung ra được cái ảnh nó nói về cái gì. Thì cái việc này thì nó tùy thuộc hoàn toàn vào cái vấn đề là các bạn làm việc với ảnh lớn hay bé. Đấy, chi tiết nhỏ hay to trong bức ảnh. Và sau đó thì tùy vào cái điều kiện cụ thể của từng bức ảnh mà các bạn sẽ gia giảm thêm các thông số về độ sâu của những cái hiệu ứng cho các cái khối này.
Trace Contour. Thì cái này là nó giúp cho chúng ta làm sao đây nhỉ, tìm và phân định rõ những cái vùng ranh giới của những cái hình ảnh trong này. Những mảng chính, những cái hình chính thì nó sẽ giúp chúng ta trông giống như là bức vẽ thế này, vẽ rất rõ, viền rất rõ cho các cái khu vực chính đó. Thế còn điều chỉnh ở đây thì nó sẽ làm rõ tới mức độ như thế nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở cái level này. Tight thì nó sẽ giống như là chúng ta tạo ra một cái hệ thống gọi là trang trí bằng cách bằng các viên gạch lát, mỗi một viên gạch ốp tường đấy, mỗi một viên thì nó sẽ mang một cái phần là nó của cái hình ảnh của cái này đấy, xé nhỏ bức ảnh ra thành ra một cái dạng như là bức tranh như thế này với nhiều mảnh ghép. Cũng có rất nhiều option ở trong này để cho các bạn chọn. Đó. Foreground color, background color, invert image, vân vân. Mỗi một cái như thế này thì nó lại lấy một cái màu khác nhau. Ví dụ vừa nãy là chúng ta đang có cái lựa chọn là lấy màu hậu cảnh hay là màu tiền cảnh để làm các khe giữa các cái mảnh này. Thì vừa rồi là chúng ta lấy màu trắng chính là cái màu background. Còn vừa xanh này là chúng ta đang lấy được cái màu tiền cảnh foreground. Trace contour. Queen thì cái này thì nó thuộc dạng cổ điển, hơi giống một chút so với lại gì nhỉ, hơi giống một chút so với lại cái motion. Đấy. Nó cũng sẽ tạo ra một cái dịch chuyển nào đó có chiều có hướng. Thế nhưng cái này thì người ta đặt ra đó là nó hơi giống như là cái cảm giác khi mà một cái vật nào đó mà bị gió thổi, gió mạnh thổi qua. Đấy thì nó hơi có cái cách như thế này, giống như là cát bụi và nó thổi qua một cái gì đó nó gây ra một cái vết có thể nhìn thấy được bằng mắt nếu như mà gió to, gió mạnh. Đấy, chúng ta có thể là chuyển chiều, đấy là chiều từ trái sang phải hay là chiều từ phải sang trái. Cái này thì nó khác với lại cái motion nhé. Motion là chúng ta có hẳn một cái bánh xe 360 độ thì chúng ta xoay theo là nó chiều nào. Thế còn wind này thì nó chỉ cho chúng ta hai chiều thôi, thổi từ trái sang hay là thổi từ phải sang. Đấy, với lại các cái giá trị khác nhau. Đấy, wind giờ là như gió thổi này. Đấy, blast này thì nó sẽ dập ra thành từng dải, từng mảnh như thế này. Đấy, thì mỗi một cái tùy chọn như thế này thì nó sẽ cho các hình ảnh khác nhau. Các bạn tùy vào yêu cầu của mình mà chọn lấy một kiểu. Thế còn có hai chiều thôi. Đấy, hai chiều thôi, trái sang phải hay phải sang trái. Thì các bạn muốn chọn cái kiểu nào phù hợp với cái ý tưởng của mình thì các bạn sẽ dùng cái đó. Thế thì về cơ bản như thế là tôi giới thiệu qua một vòng cho các bạn một số những cái bộ lọc mà được sử dụng nhiều nhất và thường xuyên nhất hay dùng ở trong cái thao tác mà chỉnh sửa ảnh. Đấy, thế bây giờ các bạn xem qua nhanh một chút lại những cái đấy, có tham vấn thêm cái gì, có muốn hỏi lại thêm cái gì thì ấy. Còn nếu không thì sau đấy thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp sang một cái phần gọi là phần action, trong đó có thể là các bạn sẽ gặp lại rất là nhiều các cái bộ lọc được ứng dụng ở trong cái action cụ thể đó, thì chúng ta sẽ rõ hơn là nó sẽ dùng trong cái trường hợp như thế nào.